Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. À, hôm nay tâm chú ẩn quán cùng với các quý đạo hữu chúng ta đến với chu kỳ số 2 của chương trình tu tập số 3 tu theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng. Chủ đề bài kinh ngày hôm nay đó là bài kinh Đức Phật khuyên người niệm Phật. Trích soạn từ nguồn Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Tăng Nhất A Hàm, tập 3, phẩm Thiện Ác, bài Kinh số 1, trang 306 307, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1998. Văn kinh như sau: Tôi nghe như vậy, một thời phật ở nước xá vệ rừng kỳ đà vườn ông cấp cô độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo nếu chúng sinh thực hành 10 pháp liền được sanh lên trời. Lại thực hành 10 pháp liền sanh trong đường ác. Lại tu hành 10 pháp liền được vào cảnh giới niết bàn. Tức là đức Phật hôm nay dạy chúng ta là trong cái bài kinh này là 30 pháp. 10 pháp thì sẽ được sanh lên trời. 10 pháp thì sanh vào ba đường ác. Đó là địa ngục ngã quỷ súc sinh, tức là nơi đau khổ đấy, nơi đau khổ Đức Phật gọi là ba đường ác. Rồi lại tu 10 pháp liền được cảnh giới liết bàn, tức là bài này Đức Phật dạy những 30 pháp cơ đấy các quý đạo hữu ạ. Tâm chứa quán xin đọc tiếp. Thế nào là thực hành 10 pháp trong đường ác? Ở đây có người sát sinh, trộm cắp, dâm dục nói dối nói theo dệt nói lời ác, nói hai lưỡi đâm thọc gây dối đôi bên, tật đố, sân hận, tà kiến. Đó là 10 pháp chúng sinh thực hành 10 pháp này sẽ đọa trong đường ác. Đấy các quý đạo hữu. 10 cái pháp này thôi mà đọa phải đường ác. Đó là nếu chúng ta sống ở trên đời chúng ta có sát sinh, chúng ta có trộm cắp, chúng ta có dâm dục dâm dục ở chỗ này là thuộc về tham dâm mà chúng ta hay gọi là tà dâm dâm dục nói dối nói thêu dệt nói thêu dệt tức là chuyện thì ít nói ra thành nhiều đấy đấy thêu dệt nói lời ác tức là nói làm cho người ta đau khổ nói lưỡi đâm thọc gây dối đôi bên tức là nói những lời mà khiến cho người ta hiểu lầm về một đối tượng nào đó xong rồi thì người ta sẽ sinh tâm là rời xa cái chỗ đó nó giống như năm 2019 của mình ấy, là những cái truyền thông nói sai sự thật về chùa mình làm cho bao nhiêu người người ta hiểu sai người ta sinh tâm ra phỉ bán đấy là thuộc vào là nói hai lưỡi đâm thọc gây dối đôi bên đấy gây dối cả người nghe gây dối cả cái 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 bên như chúng ta là người bị nói người nghe và người bị nói đến Thế cho nên cái này là là vào cái tội là nói hai lưỡi đâm thọc gây rối đôi bên tật đố sân hận tà kiến mười cái này nếu ai thực hành một trong mười cái hoặc cả mười cái hoặc nhiều hai ba bốn năm sáu thì đều có cái quả báo rơi xuống ba đường ác địa ngục ngã quỷ súc sinh làm càng nhiều thì rơi xuống càng sâu thời gian càng lâu dài các quý đạo hữu ạ đó là mười pháp chúng sinh thực hành mười pháp này sẽ đọa trong đường ác. Thế nào là thực hành mười pháp được sanh lên trời? Khi người không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói theo dệt, không nói lời ác, không nói hai nữ đâm thọc gây dối đôi bên, không tật đố, không sân hận, không khởi tà kiến. Các ký đạo hữu Không tật đố, tức là không có đố kỵ, không sân hận tức là tâm của chúng ta thường để đến đúng đúng mực đúng mức đúng thời không sân giận nếu không sân giận thì người này phải hay quán pháp cơ các quý đạo hữu phải an trú trong pháp đó không khởi tà kiến tức là chúng ta tin nhân quả rồi tin nhân quả thì gọi là có chánh kiến tin đúng nhân quả thì gọi là có chánh kiến còn ở trong nhân quả hay thì nó lại còn có những người gọi là chấp thường ví dụ như nói là tôi nhà, kiếp này là đàn ông, kiếp sau sinh ra tôi cũng là đàn ông, tôi là con người rồi tôi lại sinh về con người, kiểu gì tôi cũng sinh về con người, cũng tin là đấy có kiếp sau đấy. Thế nhưng mà nó vẫn là tà kiến, phải tin nhân quả, các quý đạo hữu ạ. Đấy, người mà tin nhân quả, rồi sáng được pháp, thâm nhập được chánh kiến. Thì mới được gọi là không khởi tà kiến nhé Các quý đạo hữu nhớ là không khởi tà kiến Chứ còn chúng ta còn khởi nhiều tà kiến đó. Thôi tôi vào tôi xem một tí xem tôi thế nào Chứ còn tôi cũng không tin nói thế Chứ còn chúng ta đã vượt qua cái tâm ham muốn thích xem cái điều đó rồi Chúng ta đã khởi mất rồi Nó đã ở trong mầm này Nó đã lẩy mầm lên để trở thành hành vi vào xem rồi Các quý đạo hữu thích thú những trò tà kiến rồi Có nhiều các đạo hữu đi đến những cái lơi ngoại đạo Chụp ảnh xong đưa lên facebook đưa lên để như thế thì thực ra là tâm mình nó đã bị duyên theo tả kiến rồi phải không duyên theo tả kiến rồi thế nhưng mà khi mà nói với các quý đạo hữu thì các quý đạo hữu đôi khi là này bảo chứ sao mà lại câu lạc bộ lại bắt tu lại lại bắt tu lại bắt hết như thế nhưng không phải đó là nhân đó là quả nếu chúng ta gieo nhân này thì chúng ta sẽ được hạnh phúc đấy các quý đạo hữu nhớ nhé cái nhân mà sinh lên cõi trời ấy nó không phải là kiếp sau nó mới sinh lên đâu mà nó phải đổi cảnh giới ngay trong nghiệp của chúng ta các quý đạo hữu cảnh giới của chúng ta đây là một cảnh giới đau khổ nhưng mà cảnh giới ở trên trời là một cảnh giới rất là đẹp ít phiền não không có chuyện đói không có chuyện rét ở trên đấy là không đói không rét phù hợp không nóng quá đấy thời tiết nó cũng không bị như thế này thế rồi mọi cái thứ mà mong cầu thì nó nó được những nhiều vật chất của nó là có nó sung mãn nó đầy đủ không phải đi tích lũy từng tháng một để xây nhà bởi vì phước của chúng ta như thế nào thì tự nhiên là cái cảnh giới ở trên đấy chúng ta đã có một cái cảnh giới tương ứng rồi ví dụ như là ông cấp cô đọc tâm ông chân thật mà thế khi ông bạch ở dưới chân phật ông phát nguyện là ông sẽ cúng dường tinh xá mua đất xây tinh xá thì lập tức ở trên cõi trời 33 đã hiện ra một cảnh lâu đài rồi đấy là phước báo do tâm ông sinh ra đâm chân thật xả thí cũng dường đến các bậc cao tốt quý như đức phật và chư tăng thế ông đã được sắp sẵn cho ông một một cái chỗ như vậy rồi đó gọi giống như chúng ta ấy là gửi, gửi tiền vào ngân hàng rồi đấy chỉ việc đến cái chỗ đấy là về đấy ở thôi thì chúng ta bạch lễ chúng ta cũng dường như thế là cũng vào đến đấy để ở <laughs> chúng ta gửi sẵn mua rồi thế thì cái người mà có cái phước mà có tiền gửi đi như thế thì trong hiện tại họ có đau khổ không mà các quý đạo hữu họ có tiền họ gửi vào họ mua một cái nhà chỗ cao tốt thì hiện tại họ có thiếu thốn không không thể thiếu thốn được thế thì khi chúng ta thực hành mười cái pháp này thì phước báo tự sinh đến cho chúng ta các quý đạo hữu để cho hiện tại chúng ta được chuyển hóa được bớt phiền não và vị lai thì chúng ta được ở cái chỗ cao tốt đấy nghe đức phật dạy đó là mười pháp chúng sinh thực hành mười pháp này liền được xanh lên trời các quý đạo hữu ạ cái này thì Phật tử chúng ta đang thực hành mà Không sát sinh, không trộm cắp Không dâm dục là ngày mùng 8 đấy Phải không? Không dâm dục Chứ còn nói là không tà dâm Thì chỉ là được sinh ở cõi người thôi Đấy chứ còn không dâm dục Thì mới được sinh ở cõi trời Không dâm dục, không nói dối Không nói thêu dệt, không nói lời ác Không nói eh, hai lưỡi đâm thọc gây dối đôi bên không tật đố không sân hận không khỏi tà kiến là sẽ được sinh ngay cõi trời và hiện tại thì mọi thứ cảnh giới của mình nó sẽ thay đổi khi chúng ta thực hành được thì cảnh giới của chúng ta thay đổi tức là cảnh giới là gọi là gì là quan hệ trong gia đình được thay đổi trở nên hạnh phúc hơn bớt phiền não hơn quan hệ giữa hàng xóm trở nên thay đổi quan hệ giữa đồng nghiệp trở nên thay đổi mức độ tất cả các mức độ về chỉ số hạnh phúc của chúng ta thay đổi sức khỏe được thay đổi tuổi thọ được kéo dài trí tuệ được thông minh công danh được thăng tiến công việc được phát triển các quý đại hữu chỉ số là thay đổi tại vì chúng ta phải đủ đủ để tiêu bây giờ rồi chúng ta mới gửi về cõi trời chứ bây giờ mà thiếu làm sao gọi là được về cõi trời được phải không chúng ta phải đủ tiêu dùng thì chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện mà gửi tiền vào uh, ngân hàng rồi chúng ta mới chuyển tiền để đi mua nhà cái ngôi nhà mà cao cấp sang trọng chứ phải không? Chứ bây giờ lại nhà tranh vách lứa ăn không đủ lo thì làm sao mà có thể gửi đến để mua những những cái cái nhà đẹp như thế được? Thế cho nên làm tu mười pháp này thì cũng chuyển nghiệp ngay trong hiện tại và vị lai thì được sinh lên cõi trời và điều tuyệt vời hơn ở là làm một đoạn kinh sao? Này tâm chân quán xin đọc tiếp. Thế nào là thực hành mười pháp được vào niết bàn? Đó là mười niệm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, niệm thân, niệm chết, niệm niết bàn. Đó là mười pháp chúng sinh thực hành sẽ dứt sạch dục ái, sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, vô minh, niền được vào niết bàn. À, kính thưa quý đạo hữu, đấy, ở bài kinh này thì vẫn nhắc đến mười niệm đó và ở đây thì đức phật dạy là mười niệm này thì dứt sạch được dục ái sắc ái vô sắc ái kiêu mạn các quý đạo hữu ạ cái, cái tâm kiêu mạn ấy thì hôm nay tâm chứa quán xin được qua về cái tướng kiêu mạn cho chúng ta để chúng ta hiểu được cái tướng kiêu mạn nó như thế nào kiêu mạn không phải là lời nói vỗ ngực đâu thưa quý đạo hữu mà kiêu mạn là gì khi chúng ta đang bàn bạc sự việc với ai đó chúng ta thấy là là thấy trái ý mình một cái chúng ta bỏ đi chúng ta không bàn nữa đấy chính là xuất phát từ tâm kiêu mạn đấy nó vì thế không chúng ta đang làm việc với ai thấy trái ý mình cái bỏ đi luôn cái đấy nó vừa vào hai cái là sân giận vừa vào với kiêu mạn hai tâm liền các quý đạo hữu và cái tâm kiêu mạn này thì nó biến hiện sang sân giận rất là nhanh sân giận thì chưa chắc đã kiêu mạn nhưng kiêu mạn thì nó sẽ sân giận nó sẽ coi thường sẽ coi thường cho nên không thèm nói chuyện tiếp nữa coi thường không thèm bàn bạc tiếp nữa không thèm làm tiếp nữa các quý đạo hữu bực mình Đấy, kêu mạn. Thế còn trừ những cái trường hợp mà ví dụ vị thầy dạy mình với một phương pháp nào đó các vị thấy không thèm nói với mình nữa là để cho mình nhìn lại thì lại khác nhé Còn kia là người ta bị chi phối chứ không phải là người ta dụng pháp. Người ta dụng pháp thì không tính như thế. Thế rồi kêu mạn mình thấy cái chỗ này như thế này mình không thèm nữa mình thu vào một mình mình thôi. Đấy là kêu mạn kêu mạn đi đến sân giận. Trên nó có cái hành tướng như thế. Chứ nếu như tâm người ta hoan hỷ thì người ta không bị như vậy người ta có thể chia sẻ được đến cùng người ta có thể khéo léo tìm được các phương pháp để làm sau đó giải quyết được vấn đề chứ người ta không tự bỏ đi người ta không tự đối đầu lại đấy cho nên cái kiêu mạn nó nhiều cái hình tướng hình thái lắm nhưng nó đều là đau khổ đó là mười pháp chúng sinh thực hành sẽ dứt sạch dục ái sắc ái vô sắc ái kiêu mạn vô minh liền được vào niết bàn các tỳ kheo nên biết nên rời bỏ những việc xanh lên trời và rơi vào đường ác, nên khéo vâng giữ tu tập theo mười pháp vào niết bàn. Như thế này các tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỷ kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ vâng làm. Để kính thưa các quý đạo hữu, trong chu kỳ số 1 thì chúng ta học để biết được một pháp có 10 chi phần. Mười chi phần là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm hơi thở vào, hơi thở ra, niệm chết, niết bàn. Mười cái niệm này sẽ đưa chúng ta đến được nhất hướng ly tham. Đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và trong bài này thì Đức Phật dạy chúng ta hẳn 30 pháp. Trong chu kỳ này, 30 pháp. Mười pháp thì đưa đến đau khổ, mười pháp thì đưa đến các cái cảnh giới cõi trời. cái cõi trời gọi là sắc ái, vô sắc ái. Lơi các cái cảnh trời cũng rất là hạnh phúc. Nhưng Đức Phật lại dạy chúng ta là hãy thực hành mười pháp để đưa đến Niết Bàn. Hãy từ bỏ tất cả các pháp mà đưa đến cõi trời. Từ bỏ tất cả các pháp mà đưa đến ba đường ác. Ở đây không phải là từ bỏ các pháp và từ bỏ cái việc không sát sinh, từ bỏ không trộm cắp, từ bỏ việc không xâm dục, không phải từ bỏ như thế. Mà chúng ta không lắm giữ pháp đấy. Chúng ta đi qua pháp đấy, thực hành pháp đấy rồi thực hành hành pháp cao hơn. Đó là 10 điểm này để chúng ta đạt được thắng trí, đạt được giác ngộ, đạt được giải thoát. Còn lại cái 10 pháp kia thì nó vẫn còn thấp. Ví dụ như là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói theo dệt, không nói nổi át, không nói hai nưỡi đâm thọc gây rối đôi bên, không tật đố, không sân hận, không khởi tà kiến. Mười cái pháp này nó mới đưa chúng ta đến cõi trời thôi. Nó chưa đưa chúng ta được đến cuối cùng cho nên chúng ta không nên dừng ở các pháp này. Các đại hữu ý ở chỗ này chưa? Không nên dừng. Ví dụ như là tâm trí ẩn quán nói thế này là chúng ta hãy lên làm sao đó để lên được đến học ở trường huyện Thế nhưng chúng ta cũng đừng giữ là chúng ta chỉ học đến đường huyện Hãy phấn đấu đã lên để học ở trường gì? Trường quốc gia Phải không? Quốc gia Rồi phấn đấu lên để học được cái tốt trường tốt nhất trên thế giới Phải không? Thì ở đây Đức Phật khuyên là khuyên như vậy đấy Chứ không phải là chúng ta từ bỏ các cái pháp thiện Mà được sinh lên cõi trời không làm nhé. Cho nên chúng ta đừng hiểu lầm nhé Chúng ta khi nào chúng ta thành tựu được các cái pháp mà khiến chúng ta sinh được lên cõi trời rồi Thì chúng ta hãy tu tiếp lên Tu tiếp sang 10 niệm này Để chúng ta được thắng trí, được giác ngộ, được niết bàn Chứ không nên dừng lại ở chỗ là chỉ tu các cái pháp này để đến được cõi trời Vì sao Đức Phật lại dạy chúng ta như vậy? Bởi vì cõi trời hưởng hết phước lại rơi xuống gì? Rơi có thể rơi xuống ba đường ác Chúng ta sinh được lên cõi trời chẳng qua là khi chúng ta ở cõi người Chúng ta thực hành được các cái pháp này Nó sinh ra phước báo Khiến chúng ta sinh lên cõi trời hưởng phước thôi Khi nào chúng ta hưởng hết phước Thì chúng ta lại rơi xuống cái, các cái tầng Nhân quả tiếp theo của chúng ta Các quý đạo hữu ạ ví, ví dụ thế này này Khi chúng ta mà còn còn cái Các cái nhân quả trong luân hồi này Chúng ta chưa dứt hết các cái nhân quả trong luân hồi này ấy Thì đến lúc chúng ta cận tử nghiệp ấy thì ví dụ như chúng ta có cái phước cao nhất Đó là phước cõi trời Thế thì xong rồi thì chúng ta lại phải Chịu cái quả báo của cái nghiệp lực Chúng ta tạo ra ở địa ngục Thế rồi chúng ta lại phải chịu cái quả báo Chúng ta lại phải tạo ra Để sinh ở cõi người Ví như là câu chuyện của Bà Mặt Lợi Phu Nhân ấy. Bà ấy có một cái nghiệp rất là lạng Tuy rằng bái cũng chỉ trai giữ giới tu bát quan trai giới rất là tinh nghiêm trong cả đời nhưng bái còn một cái nghiệp bái hoang dã với con chó bái không sám hối trên cái nghiệp ấy nặng quá cho nên chết bái phải sinh xuống địa ngục 7 ngày Cái nghiệp ấy lại nó lại tạo ra một cái quả báo lặng hơn so với cái phước báo bái đã tạo ra tu chỉ bát quan trai giới cả đời từ khi bái gặp Phật thế cho nên là khi cận tử nghiệp đến bái phải xuống địa ngục để chịu hết cái quả báo lặng kia đã thì hết cái quả báo đấy rồi bái mới được hưởng cái phước báo sinh lên cõi trời do tu bát văn trai giới thì cũng vậy ở đây đức phật dạy chúng ta rằng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cái tu mười thiện nghiệp khiến chúng ta sinh lên cõi trời thôi thì khi, khi chúng ta hưởng hết phước rồi thì chúng ta có thể có những quả báo mà chúng ta đang mang cận kề nó ở cạnh cái phước báo này thì chúng ta có thể là bị xuống cõi người là còn 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 duyên nhá còn khó thể là phải xuống địa ngục sức sinh và ngã quỷ các quý đạo hữu ạ đó, thế cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta là không nên dừng lại ở cái pháp là được sinh về cõi trời này mà hãy tiến lên, hãy tu 10 pháp được cái kết quả là nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó chính là 10 pháp niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí niệm thiên hơi thở vào hơi thở ra chết niết bàn hãy niệm như thế thì trong cái chu kỳ thứ hai này lại là một bài kinh sách tấn chúng ta đức phật chỉ dạy cho chúng ta ví dụ pháp để chỉ ra rằng làm thế này là xuống ba đường ác cũng được đức phật đưa cho chúng ta biết và hãy làm thế này thì chúng ta được sinh lên cõi trời cũng là đức phật đưa chúng ta biết và mười pháp này cũng là Đức Phật đưa cho chúng ta Thì Đức Phật dạy chúng ta theo cừng căn cơ một Nếu như đang làm các việc ác Thì Đức Phật bảo nếu làm như thế Thì nó sẽ xuống ba đường ác khổ lắm các con ạ Phải không? Bây giờ các quý đạo hữu cứ quán chiếu thế này thôi Bây giờ mình thì mùa hè thì mình gồm có gì? Tắm, nước tắm liên tục Thay quần áo, quạt mát, điều hòa Phải không? Đi tìm chỗ dâm Thế nhưng mà nếu chúng ta bị sinh làm con chó thôi Ba đường ác thôi Chúng ta ví dụ là con chó đi Một bộ lông đấy đeo hết tất cả mùa hè này Các quý đạo hữu có thấy khổ không? Khổ quá Bây giờ cho nên mà chúng ta nhìn thấy con chó Mà trời nóng nó phải thè lưỡi ra đấy Nó thở Rồi nóng lên phát điên lên Các quý đạo hữu có lúc mà nóng lên phát cuồng người lên chưa? Thì chúng ta lại đi tìm ở cái chỗ chúng ta mát ngay Nhưng nó làm gì tìm được nó có đi bới đất bới cát nó chui vào đấy nó cũng chỉ là giải cho nó một tí thôi cho nên nhiều con chó nó phát điên lên đấy các quý đạo hữu đấy thì chúng ta phải nghĩ đến đấy là rất là khổ cho nên khi nghe thấy đức phật dạy như vậy thì chúng ta quán chiếu chúng ta không làm cái việc ác này thôi không ăn cắp ăn trộm nữa ăn cắp là sẽ rơi xuống ba đường ác đấy, một lúc nào đó chúng ta lại đẻ ra chúng ta lại làm một con chó hoặc là tệ hơn nữa chúng ta lại đẻ ra làm loài hiu loài hiu các quý đạo hữu đó khi mà mẹ nó đẻ ra nó là là máu huyết bắt đầu tuôn ra thì máu mùi máu huyết thì nó sẽ nó sẽ tỏa ra và nó sẽ thu hút những cái con con ăn thịt kia đến cho nên là khi mà con hươu với con nai đấy sinh ra con con đấy thì bắt đầu là mắt của con mẹ là nhìn khắp lung tung chỉ mong cái con con này nó nó nhanh thôi và con con này khi mà nó sinh ra nó rất là cố gắng nó đứng lên nó chơi vơi nó đứng lên thế và trong thời gian đấy nếu có con vật khác chạy đến để ăn thịt thì con mẹ đành phải bỏ chạy thì con con sẽ bị giết thịt khổ lắm khổ vô cùng các, các quý đạo hữu đấy chúng ta thấy rằng nếu chúng ta mà làm các việc ác đấy chúng ta trộm cắp chúng ta sát sinh thì bây giờ mạng sống của chúng ta ra cái là bị con vật khác nó nhăm nhé ăn luôn phải không chúng ta trộm cắp chúng ta sát sinh là chúng ta sẽ bị như thế rất là khổ khổ ơi là khổ khi thấy như thế thì thôi chúng ta lại nghĩ là thôi thôi hãy làm cái pháp để sinh lên cõi trời. Thế giờ chúng ta lại nghĩ là chúng ta sinh cõi trời hết phước, chúng ta lại đọa xuống làm sống sinh đấy. Vì chúng ta sinh ra nhiều nghiệp quá đấy. Có thể là kiếp này chúng ta làm các việc cực tiện nhưng chưa chuyển hết được các nghiệp. Nếu chuyển hết thì phải dùng cái pháp là vào liết bàn cơ. Chứ còn đã tu đến đến cõi trời chỉ là tu đến phước thôi. Không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối hai nữa tất cả cái đấy thì mới đảm bảo cho chúng ta sinh lên cõi trời chứ chưa đưa chúng ta đến giải thoát được cơ quý đạo hữu mới có giải thoát khỏi ba cái đường ác khổ trong một cái kiếp kế cận hoặc là vài kiếp kế cận hoặc nhiều kiếp kế cận tiếp theo thôi chứ chưa phải là chấm dứt được cái khổ trong luân hồi này vẫn còn có cơ hội bị quay trở lại mà có khi lại quay trở lại nhiều nữa là đằng khác trên đức phật vì lòng từ bi thương xót thương chúng ta như là thương con của mình tại vì là cha mẹ thì bao giờ cũng muốn con đến chỗ vĩnh viễn không bao giờ còn khổ nữa xuyên đức phật dạy chúng ta là hãy lắm bắt lấy cái pháp mà khiến chúng ta đưa đến được nhất hướng nhất cái hướng là giải thoát dừng nghiệp chuyển nghiệp ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ giải thoát đấy thì đó là mời niệm nhé đấy đức phật khuyên các vị tỳ kheo như vậy nhiều vị tỳ kheo thì cũng chưa nhất hướng được cái việc tu tập để giải thoát đâu mới chỉ có dừng lại đi làm thiện thôi tu rồi đi làm từ thiện thôi phải không đi làm thiện thôi chứ cũng không phải là là nhất hướng quán trí để tu tập đâu trên đức phật khuyên tỳ kheo thì cũng là khuyên phật tử thì chúng ta mà tu 10 niệm này rồi thì đương nhiên các phiền não hiện tại là chúng ta sẽ dứt mà dứt sạch hết đi chứ phải không thì tư tu mười niệm này thì vẫn được sinh lên cõi trời vì nó cao hơn cả cả cái mười niệm kia mà trong cái mười niệm này là phải bao gồm mười niệm sinh lên cõi trời rồi phải hoàn thiện nó rồi thì mới thành tựu được mười cái niệm này thấy không đó rất là hay các quý đạo hữu ạ cho nên là đầu tiên người đệ tử phật chúng ta phải hoàn thành mười niệm mà sinh lên cõi trời là phải thực hành được phải thực hành được thì chúng ta bắt đầu mới chuyển sang được 10 cái niệm này. Và thực sự ra 10 cái niệm này ai cứ quán trí thực hành thì nó cũng đã bao hàm cả 10 niệm sinh ra cõi trời này rồi. Các quý đạo hữu ạ. Thế nhưng mà 10 niệm sinh ra cõi trời nó có tướng thành ra chúng ta rất dễ phải không? Chúng ta phải tu thuần thục được 10 cái niệm kia thì sang niệm quán. Quán 10 niệm niệm Phật này chúng ta mới có thể quán thuần thục được các quý đạo hữu. Nếu còn đâu thì tâm chúng ta nó vẫn còn rất là nhiều ngang trái thì chúng ta cũng quán bằng 10 niệm niệm Phật nó cũng đoạn trừ được nhưng nó sẽ vất vả hơn thế thôi Chứ còn 10 niệm niệm Phật là nó sẽ thành tựu được cả 10 cái niệm Mà được sinh lên cõi trời đấy, các quý đạo hữu 10 cái pháp mà được quả báo sinh lên cõi trời nhé Thế thì ở đây lại một lần nữa là Đức Phật dạy, Đức Phật khuyến tấn cho hàng đệ tử của mình Hãy hướng tâm tới giải thoát Thầy kính thưa các quý đạo hữu Không ai trí tuệ bằng Phật cho nên trong tất cả những lời dạy của Đức Phật, ngài đều muốn chúng ta đi đến niết bàn giải thoát. Nhưng do chúng ta là không chịu tư duy, chứ không phải thế nào, không chịu tư duy, chúng ta tự thấy là à, ở đây chúng ta có cái món ăn này, nên chúng ta thích cái món ăn này, chúng ta cứ ở đây ăn cái món ăn này thôi. Giống như sư phụ vẫn nói nói nói, nói vui đấy là. Con không biết là con không thích về Niết Bàn đâu. Bởi vì về Niết Bàn không biết có muốn rồi chó này không. Mấy cái anh nghiệm là rồi chó có rượu mà uống không. Rượu và rồi chó nó chẳng qua là một cái vị thôi. Phải không? Mình cảm nhận thôi. Nhưng cái vị đấy khi mà chúng ta ăn đến một cái gì khác rồi chúng ta lại không thích cái vị nữa. Ngon hơn thì chúng ta không thích cái vị nữa. Thế thì ở Niết Bàn nó là một cái vị hạnh phúc tuyệt đối cơ mà. Không? tức là cái gì cũng vậy ví dụ như chúng ta ăn rồi chó mới uống rượu vào tí nữa là đau bụng tiêu chảy say xưa bí tỉ bước thấp bước cao ngã nhưng ở niết bàn ăn món ăn nào nó cũng không bị như thế cái gì nó cũng được hạnh phúc cái đấy hiểu ạ đấy ví dụ như chúng ta ăn cái món này vào tí lại dị ứng đầy người nhưng ở niết bàn nó không có cái món ăn bị dị ứng như vậy nghĩ là ạ đó tức là niết bàn có đầy đủ giống như một nhà nghèo ở trên miền núi chẳng hạn họ à, đi à, đi ở trên miền núi tâm trí quán đã từng đi từ thiện đấy các quý đạo hữu ấy. thì đến một cái nhà một cái nhà này nó không có một cái gì rất là nghèo tức là nếu chúng ta chưa đi đến nơi thì chúng ta không thể tưởng tượng được có một nhà lại nghèo như thế họ nghèo đến mức độ mà ở trong nhà họ chỉ còn là những cái lứa để che thôi thế xong rồi họ đi vắng Hỏi đi đâu thì bảo hôm nay đi lên rừng cuốc măng để luộc ăn Tức là trong nhà không còn cái gì Không còn cái gì Các đoàn từ thiện cũng cho đấy Thế nhưng mà họ cũng lười Nhà nước cũng hỗ trợ nhưng họ cũng lười Nó Ví dụ là gọi là cho cho đàn bò để chăn thì giết bò ra ăn mất đấy Đấy nó, nó lười, nó không có tư duy được Nó chỉ nghĩ là thôi gì, không có gì ăn Thì lại lên rừng quốc măng ăn Chẳng phải ra công làm gì cho mệt Đấy cái tầm suy nghĩ của người ta là như thế Thì ở đây cũng vậy Cái tầm suy nghĩ của nhiều người Nghĩ là ơ thì vợ chồng đang yêu nhau thế này Thì kiếp sau cũng chỉ mong muốn được về để lấy được người vợ Hay là chúng ta lại lấy lại nhau đi để cho nó được yêu nhau Vì chúng ta thấy cái tình cảm này thích thật đấy nên này, người này hỏi người kia, người kia quan tâm đến người này thích thật đấy Cho nên tôi chỉ thích đến, đến thế thôi Cái người ở miền núi này người ta phải biết rằng là ở dưới miền xuôi cái kia kìa là rất là sướng cho nên hãy làm cái này để đi về đấy đi ở đấy có điện đường ở đấy có rất nhiều thứ cho họ xem thì họ phấn đấu về phải không? Thế còn chúng ta ở đây cũng thế chúng ta phải biết là ở liết bàn có cái cực kỳ hạnh phúc cái cảm thọ của nó là cái cảm thọ về yêu đương cái cảm thọ này kia nó không bằng cái cảm thọ ở trên đấy được Nó hạnh phúc tuyệt đối các quý đạo hữu nó giống như hồi trước mà mà các quý đạo hữu ở đây cũng có thể là nhiều đạo hữu cũng như là tâm chứa còn quán ấy, hồi xưa mình chưa biết được là Phật pháp mình thấy cái lời nói yêu thương ấy mình thích hoặc là mình thấy cái sự quan tâm ấy mình thích thế nhưng mà mình thích là do đâu là do tâm mình ích kỷ ấy. mình thích đoàn được quan tâm cho nên là người ta quan tâm tới mình mình thích là do mình bị ích kỷ nhưng đến lúc mình không ích kỷ nữa rồi thì mình lại không muốn ai quan tâm cái kiểu đấy nó làm cho mình bị phiền hà các quý đạo hữu nó quấy rối mình làm cho mình không thích. Đấy, tức là từ một cái cảnh giới khác nhau, giác ngộ khác nhau thì người ta lại cảm thấy tốt đẹp. Thế nhưng ở đây tâm trưởng quán cũng phân tích nhé. Khi mà chúng ta tu đến mức độ này, chúng ta không cần ai phải quan tâm chúng ta. Chúng ta cảm thấy cái người khác mà cứ quan tâm hay nói cái gì mà làm phiền chúng ta, chúng ta không thích. À, thì chúng ta sống như thế là tự tại hơn hay là chúng ta bị lệ thuộc bị phụ thuộc vào một người phải có lỗi lời yêu thương ta mới dễ chịu xong rồi đến lúc người ta thay đổi thái độ cái là mình lại khó chịu phải không cái người đấy bị giảm buộc bị đau khổ trên hai cảnh giới từ người ích kỷ ích kỷ càng nhiều thì mong muốn tình yêu càng nhiều mong muốn cái, cái sự quan tâm càng nhiều thì cái người ta ra khỏi cái cảnh giới ích kỷ đấy người ta chỉ cần quan tâm người khác mà không cần người khác quan tâm đến mình Hai cái cảnh giới đấy khác nhau Một bên thì bị rớt phiền não Và một bên bớt hẳn phiền não Hạnh phúc hơn rất nhiều Thế thì cái cảm thọ của người kia Cái người mà biết cho đi không biết kỷ nó được dài Nó được mãi và nó được phát triển Vì càng cho đi càng quan tâm người khác Người ta càng vui Khi người ta có một cái hoàn cảnh gì đó Để cho người ta nhẫn nhục Người ta vượt qua, người ta lại thấy hạnh phúc Tức là trong một cái duyên nào người ta cũng hạnh phúc Còn một người thì cứ phải là Tôi quan tâm đến anh, anh phải quan tâm đến tôi Tôi quan tâm đến anh anh không quan tâm tôi tôi buồn, cái cảnh giới đó là cực kỳ đau khổ mà phiền não triền miên. Thấy không? Phụ thuộc vào ngoại cảnh. Thì cũng vậy. Cái cảnh giới niết bàn là cái nơi mà hoàn toàn hạnh phúc vắng lặng. Không bị một chút phiền não nào nữa. Vắng lặng tức là không phải là không có gì mà giống như cái người mở cái tâm chỉ biết cho đi là hạnh phúc giống như Đức Phật ấy. Tức là có tất cả. Thế cho nên mới gọi là trong niết bàn là đầy đủ tất cả nhưng không phiền não đầy đủ mọi sự hạnh phúc nhưng không phiền não ví dụ như này những người đang dâm dục ấy thì họ phải có dâm dục họ mới cảm thấy dễ chịu nhưng những người người ta không bị cảm giác dâm dục chi phối người ta dễ chịu đấy chứ phải không các đạo hữu có thấy đúng không ví dụ như thủa thơ bé chúng ta làm gì thấy cái cảnh dâm dục cái, cái cảm thọ dâm dục đâu chúng ta có thấy hạnh phúc không nhưng khi chúng ta lớn lên chúng ta thấy cái cảm thọ dâm dục nó chi phối lúc bây giờ chúng ta phải đi đến chỗ dâm dục nó mới giải tỏa được cái cái cảm thọ đấy của chúng ta đi chúng ta thấy bị trói buộc không bị khổ không khổ cho nên là không dâm dục như thời bé sinh ra rất là dễ chịu phải không chả phải lệ thuộc cái gì thì cái cảnh giới liên bàn là không chịu những sự khổ đau trói buộc cho nên không cần gì phải những cái thứ đấy những cái thứ ở thế gian này là do chúng ta đang bị lệ thuộc. Vì bị lệ thuộc nên chúng ta mới bị cần. Còn kia ở cảnh giới Liết Bàn là không còn một sự lệ thuộc nào, tự mình được hạnh phúc, tự mình được hỷ lạc. Các quý đạo hữu ạ, tự mình được như thế. À, rất là hay. Thế cho nên là Đức Phật mới khuyên chúng ta là hãy thực hành Pháp này để được đến chỗ hạnh phúc túi hậu. Thế các quý đạo hữu có ham thích không? Nên ham thích nhé. Yeah. Nên ham thích. Mười niệm niệm Phật này ứng dụng thực hành thì tất cả những sự khổ đau, những sự ham thích thấp hèn, những sự ham thích đưa đến đau khổ nó đều bị đoạn diệt, nó đều được an tịnh, nó không chi phối chúng ta, đều được hạnh phúc các quý đạo hữu nhé. Cho nên chúng ta đã có đầy đủ lòng tin đối với Đức Phật rồi các quý đạo hữu đã tu đến chu kỳ lần ba này ấy thì là những đạo hữu đã vào được đến thành phần chính thức rất lâu rồi và chúng ta đã ứng dụng Phật pháp đã chuyển nghiệp của chúng ta rồi cho nên chúng ta mới vượt qua hai cửa ải của chu kỳ số 1 và chu kỳ số 2 đến chu kỳ số 3 này là chúng ta có lòng tin đối với Phật đối với pháp rồi nha cho nên là khi Phật dạy ra cái gì chúng ta chỉ có hoan hỉ thôi chứ chúng ta ít khi mà bị khởi nghi lắm phải không quý đạo hữu và chúng ta sẽ được hạnh phúc nhé. Thầy Tâm Chứa Quán rất là mong các quý đạo hữu chúng ta nghe theo lời dạy này của Đức Phật. Hãy cầu là cầu, niết bàn. Và ở đây, ấy, cái bài này thì Tâm Chứa Quán nhấn mạnh với các quý đạo hữu về việc hồi hướng. Chúng ta nhớ là khi chúng ta tu mười niệm này, ấy, thì chúng ta cứ hồi hướng đầu tiên là hồi hướng về niết bàn, hồi hướng về vô thượng bồ đề với hoàn toàn cái tâm chuyên nhất của chúng ta chúng ta tạo ra công đức gì chúng ta cũng hồi hướng về đó. Bởi vì chúng ta biết rõ rằng hồi hướng về đó thì chúng ta đã vượt qua được các khổ lão hiện tại của chúng ta rồi. Chúng ta hồi hướng về đó và sau đó thì hiện tại chúng ta mới hồi hướng về cái việc mà giải quyết các cái việc của chúng ta, ví dụ như là à, con hư, vợ chồng bất hòa, làm ăn chưa phát triển, chúng ta mới hồi hướng về đó thôi thì cái công đức nó lại vượt trội lên. Tâm trí của quán thì đôi khi tự mình nghĩ thế này này các đạo hữu ở trong câu lạc bộ mà thì tâm chữ hoàn quán là đều đưa vào là chúng con xin hồi hướng công đức này về vô thượng bồ đề trước xong sau đó mới hồi hướng cho việc hiện tại nhưng mà tâm chữ hoàn quán nghĩ rằng đôi khi các quý đạo hữu khi hồi hướng ấy, chưa chắc đã dồn tâm về hồi hướng về vô thượng bồ đề đâu mà cái đấy đôi khi chỉ đọc thôi mà không có cái trí tuệ xuất hiện chỉ đọc thôi mà nó không có một cái gì mà mong muốn của mình xuất hiện chỉ đọc thôi nhưng mà tâm mình không hoan hỉ để hồi hướng về đó đôi khi đọc nó vô cảm thấy không mà nó chỉ đọc vào là nó chỉ có cảm xúc khi mà chúng ta hồi hướng về việc hiện tại thôi con mong cầu cho con được cái này được cái kia thôi thì như vậy thực sự là chưa chân thật hồi hướng cầu vô thượng bồ đề sau khi nghe bài này rồi lời dạy của đức phật ở trong bài này rồi chúng ta biết được đức phật khuyên bỏ đi cái mong cái lắm giữ ở cái chỗ mà mà À, hạnh phúc của ba đường ác hạnh phúc của cõi dục giới là cõi người chúng ta này bỏ đi cái hạnh phúc sắc giới vô sắc giới ở cõi trời đi chúng ta lên tìm đến cái hạnh phúc tối hậu đó là niết bàn cho nên khi chúng ta hồi hướng con mang hồi hướng công đức này về niết bàn về vô thượng bồ đề chúng ta thường hay về vô thượng bồ đề cầu vô thượng bồ đề vì vô thượng bồ đề là là sự thành tựu mang lại lợi ích hạnh phúc cho chúng sinh là sự thành tựu đưa đến hạnh phúc tối hậu cho con và cho chúng sinh cho nên con hồi hướng về đó chúng ta làm sao phải sinh ra cảm xúc sinh ra mong muốn ở trong cái câu này đấy phải sinh ra được nó thì thực sự sự hồi hướng mới có kết quả thì cái, cái kết quả của sự hồi hướng này nó có cảm xúc này thì nó mới quả thật là một chúng hữu tình còn nếu chúng ta đọc qua đấy con xin hồi hướng là đọc văn đọc thì nó chỉ như cái đài thôi nó chỉ như là một cái máy ghi âm là người làm biết đọc chữ để đọc thôi nó không có cảm xúc không có cảm xúc thì không sinh được công đức các quý đạo hữu ạ à? thế mà tí các quý đạo hữu chỉ sinh ra cảm xúc tha thiết là cho con được khỏi bệnh cho con được thế này thế kia thôi thì cái công đức cái phước báo đấy nó nhỏ nhưng khi chúng ta đã có một cái cảm xúc nhàm chán cái cõi này rồi không muốn cái cõi này cõi này nó quá khổ rồi và cái việc khổ hiện tại này đang chi phối mình khoác khổ đấy cho nên mình phải nhàn chán nó. Cho nên con hồi hướng cái công đức này về kia. Thì tự cái tâm hồi hướng đấy, cái cảm xúc hồi hướng nó tự lại phát sinh ra phước báo. Và khi nó phát sinh ra phước báo thì chúng ta lại hồi hướng cái việc hiện tại lại được nhiều hơn. Đấy quý đạo hữu thấy hay không? Rất là hay đấy. Đấy. Thế cho nên Đức Phật là bậc đại từ đại bi mà thương xót chúng ta. Trên cái gì tốt đẹp nhất cho chúng ta thì Ngài khuyên chúng ta thế cho nên ở trong cái bài này nó có hai ý cơ bản ý thứ nhất là chúng ta thấy được lợi ích của 10 niệm niệm phật này ý thứ hai đó là đức phật nói rằng chúng ta hãy từ bỏ cái sự ham thích ở những cái cõi này đi cõi này khổ hãy ham thích về niết bàn đấy là cõi đấy là thứ hai và cái thứ ba lại tâm trí còn quán nhắc cho các quý đạo hữu muốn được cái điều này thì khi chúng ta tạo ra phước báo chúng ta phải hồi hướng có cảm xúc có mong cầu Người ta gọi là mong cầu cường thịnh Chúng ta làm cho tâm chúng ta cường thịnh cái mong cầu này Thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả các quý đạo hữu Kính thưa các quý đạo hữu Tâm Chúa còn quán nhắc lại Là Đức Phật khuyên chúng ta niệm Phật Là khuyên chúng ta niệm nhớ nghĩ quán chiếu mười pháp Niệm Phật Tư duy quán chiếu theo 10 pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Hơi thở vào, hơi thở ra chết Niết Bàn nhé. Đấy là Đức Phật khuyên chúng ta niệm Phật để cầu về về Niết Bàn, cầu về chỗ hạnh phúc. Khuyên chúng ta bằng hai phương diện là cách thực hành và cách hồi hướng. Các quý đạo hữu ạ, cách thực hành và cách hồi hướng nhé Nhiều người thì niệm Phật là cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật Xong khuyên nhau là niệm một tràng, niệm hai tràng, niệm ba tràng Thế cho nên là hôm nay chúng ta học Chúng ta biết rõ không phải Phật tử trong câu lạc bộ chúng ta không tu niệm Phật Mà niệm Phật nó gồm cả 10 niệm như vậy đấy các quý đạo hữu ạ Trong chu kỳ thứ nhất Đức Phật khuyên dạy chúng ta là Một Pháp là gồm có 10 niệm Một Pháp niệm Phật là gồm có 10 Pháp đấy 10 cái chi phần đó Bài chu kỳ thứ hai này Thì Đức Phật khuyên chúng ta là khuyên niệm Phật Như vậy đấy các quý đạo hữu ạ và để cầu cái gì tốt đẹp nhất cho chúng ta và cách thực hành ra sao? Trên chúng ta phải nhớ nhé, Phật tử trong câu lạc bộ cúc vàng chúng ta là người niệm Phật chân chính, là người thực hành niệm Phật đúng trong cả cái chu kỳ tu là hoàn toàn chúng ta học về một pháp đó là pháp niệm Phật đấy các quý đạo hữu nhé. Đấy, thì trong một pháp này có 10 chi phần. À, cho nên là các quý đạo hữu nhớ là ai hỏi là tu cái gì bảo tu pháp phật bảo có tu niệm phật không bảo có niệm một cách chân chính và niệm để cầu cái gì để cầu về nơi hạnh phúc tuyệt đối mà có nhân có quả rõ ràng theo lời phật dạy quán chiếu hàng ngày rất là chánh niệm từ sáng cho gì tới tối cứ lúc nào có ý thức là phải quán chiếu theo 10 10 niệm niệm phật này cho nên là rất là nhất tâm rất là chánh niệm không phan duyên, không tạp liệm. nhé, Đấy cho nên chúng ta rất là hạnh phúc Các quý đạo hữu ạ. Thế giờ chúng ta sang các đề mục quán nhé. Đề mục quán để cho chúng ta nhàm chán ba đường ác. Tức là bài này chúng ta sẽ đi lên từng phần một. Đề mục quán nhàm chán ba đường ác. Các việc của chúng ta làm sát sinh, trộm cắp, tà dâm nói dối hai nưỡi ác khẩu thêu dẹp say sưa nghiện ngập chúng ta quán chiếu những cái việc đấy chúng ta làm đã làm và cái đấy phải rơi xuống ba đường ác đấy là một cái quán chiếu thứ nhất và chúng ta nếu như mà chúng ta sinh làm một loài xúc sinh nào đó có quỹ đạo hữu tự mình to so với hoàn cảnh của mình ví dụ như là các quý đạo hữu đã làm con cá tươi chẳng hạn thấy cái cảnh nó bị mình đập đầu nó mình dóc vẩy nó khi còn sống nó đau như thế nào chúng ta quán tưởng chúng ta bị làm như thế chúng ta có khổ không để chúng ta sinh tâm nhàm chán không muốn sinh về làm cái cái cái, cái, cái loại ấy nữa thì chúng ta sẽ dứt trừ quyết tâm không làm các việc ác cái đề mục thứ hai là quán tưởng Chúng ta sinh lên cõi trời, chúng ta tu đủ bát quan trai giới đi Để chúng ta được sinh lên cõi trời Nhưng mà một tháng chúng ta mới có một ngày tu bát quan trai giới Còn 29 ngày kia không tu bát quan trai giới Chúng ta rất dễ tạo ra những sai lầm Để chúng ta rơi xuống ba đường ác Mà một ngày tu bát quan trai giới chắc gì đã được tinh nghiêm Phải không? Mà được tinh nghiêm mới được sinh lên cõi trời Mà kể cả chúng ta tinh nghiêm sinh cõi trời rồi Thì chúng ta lại có cơ hội để rơi xuống ba đường ác cho nên chúng ta cũng nhàm chán nó không có quyết tâm chỉ tu để sinh lên cõi trời thôi đấy là đề một quán thứ hai đề một quán thứ ba là hãy quán tưởng về những hạnh phúc mà khi chúng ta không bị phiền não không bị chi phối bởi đói không bị chi phối bởi vì các cái cảm thọ dâm dục không bị chi phối bởi vì các cái tâm mà mong cầu mong cầu được người khác yêu được người khác vuốt ve lúc đấy khổ lắm bây giờ các quý đạo hữu cứ quán chiếu lại đi xong mình yêu người nào đó mà người đó phản bội mình một tí mình khổ lắm chán trường đi ở cái chỗ mà mình không bị mình được tự tại mình được hạnh phúc như giây phút của mình ở đây không lo no lắng không sợ hãi không có mong cầu hoàn toàn hạnh phúc đấy là một cảm giác của liết bàn một chút đầy đủ không có lo lắng gì đó thì chúng ta quán chiếu tư duy để chúng ta khởi tâm mong muốn là cho mình được về liết bàn cho mình được thành tựu vô thượng bồ đề cho mình thực hành công hạnh bồ đề để cầu vô thượng bồ đề đó là là đề một quán còn đề một quán tiếp theo đó là phát nguyện sẽ tinh tấn tu tập thực hành mời niệm trong chương trình tu tập này phát nguyện như thế rồi cái đề mục cuối cùng là hướng tới tri ân phật đúng là bậc cha lành của muôn loài bậc đại từ đại bi bậc duy nhất mang cho chúng sinh đến được hạnh phúc tuyệt đối vĩnh viễn không bao giờ trở lại chỗ khổ đau chỉ có đức phật tri ân phật rồi chúng ta tri ân đối với lại sư phụ chư tăng các bậc thiện hữu trí thức đã giúp cho chúng ta chúng ta tiếp nhận được lời phật dạy chúng ta thực hành được phần nào đó lời phật dạy để đem lại hạnh phúc giác ngộ, giải thoát cho chúng ta trong vị lai. À, chúc các quý đạo hữu tinh tấn. Chúng ta cùng sách tấn nhau để tinh tấn nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.